hỗ trợ cài đặt game, phần mềm, sửa lỗi game đột kích, tư vấn cấu hình, nâng cấp máy tính, lắp ráp PC gaming. Hãy cho Tú Lê biết vấn đề của bạn. Alo, bạn chán em nhá. Thế mà chúng ta sẽ bắn 3 vết với một cặp lục các bạn ơi. Đây là cặp lục, trời ơi. Cặp lục này nhìn là thấy chán đời rồi anh em à. Ok, đây là báu vật mới và tôi sẽ dùng 3 vết để tôi cover nó. Một thằng đi đâu đây? Cũng được cái là cặp lục này nó delay khá nhanh anh em à. Delay một phát là lên súng liền. Chỉ có điều là nó bắn như cái bìu thôi. Nhiều lúc bắn hết đạn luôn mà nó không chết đó. Đây, ở trên này nó bắn nè. Mình áp sát được ở đây là mình ngon nè các bạn ơi. Cái gì cũng phé mà, cũng phé mà. Thôi, à, té đi, ở đây nguy hiểm quá. Ấy, team mình vô được B nè. Vô được B nè. Ờ, A, B à. Ấy, chết. Đù, nấp trong B nè, có tội không chết. Ê, rồi, chết. Lậm tiền cũng được đó, con thằng. Để tôi múc luôn, để tôi múc luôn. Ủa, đây, chết luôn. Ái da, cũng được á nhờ. Mà tôi đang thắc mắc là tại sao cái cặp lục này nó không được cộng đạn á mà. Má không hiểu sao nó không được cộng đạn luôn. Hay là nó quy vào shotgun hay sao nó không cộng đạn các bạn. Ê, ấy nó qua kìa, sao chạy nhanh dữ ta. Đù, áo ma hả? Ôi tôi kê, tôi không thấy nó luôn. À, sẽ móc nhiều quá, sẽ móc nhiều nước quá. Ấy, đù, thấy tia sáng rồi á, nhưng mà bắn không trúng. À, 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 trên bê nè, trên bê có nè. Đây luôn, đông luôn. Trời ơi, thôi toàn rồi. Bên kia căng thẳng nhờ. Trên đầu mình có, trên đầu mình có. Chỗ nào nó cũng đông hết, team mình thoát hết mạ rồi, bắn gì nữa. Đây, chết. Trên đầu nè, trên đầu nè. Ờ. À, nó không biết mình. Không biết mình ở đây. Ờ, ngon nha. Đù, nát gáo rồi. Đây, mày chết chưa. Bên này. Rồi, chết. Còn một thằng. Thằng này ở đâu? Chả biết bắn súng gì ta. Hình như nó bắn ngắm hay sao á. Nó bắn ngắm hay sao á. Chả biết có cam C4 hay không. Thằng này, mày ở đâu? Hả? Ui, team mình nó còn có 3 thằng nữa các bạn ơi. Ây da. Ê, thấy mày rồi. Tao thấy mày rồi. À, nó bắn tăng cơ. Rồi. Được. 100 máu, tự tin đứng ở đây. Ây da. Team mình nó thoát hết mẹ rồi, bắn gì nữa ta. 8-0, không sao. Bắn nó từ từ đi. Mới vô trận đầu tiên mà các bạn. Ấy, mày chết chưa. Ấy, dăm ba cái trò mèo. Dăm ba cái trò mèo. Nào nhảy xuống nước chơi tôi luôn hay sao. Bên kia nó vẫn còn đông. Nè. Đâu rồi. Nè. Mày, ok. Cái này gọi là câu cá nè anh em ơi. Mình đứng trên bờ mình câu mấy con cá nè. Rồi, đẩy lên, đẩy lên. Nó ở đây. À, trong bê á. Đây, mày chết. Ấy, nó lát. Trong bê còn nữa. Ê, à, nhanh vậy. Có nhanh vậy. Tốc độ vậy. Ủa, thằng kia nó bị lát rồi mà. Rồi, rồi. Đang thua 0-3, Tú Lê vô. À, thua 0-3 là thua dữ chưa. Chủ yếu là lấy ra xe thôi. Ôi trời ơi, double kill xuyên hai đó. Bảo sao tôi khoái bắn bayonet là vì đó đó. Ờ, hay. Đến top bên kia còn khen nữa mà. Ờ, rõ ràng. Ê, nè, chơi. Chết bê kỹ nha, nói chung bê. Ui, team mình tự nhiên ủi ghê ta. Quá dữ, hồi nãy đang thiếu người mà. Không, nhiều lúc là chỉ cần vậy thôi các bạn ơi. Mấy ông nào cảm giác bắn không được rồi thoát đi, để người khác vô bắn. Gặp mấy ông treo từ đầu trận cuối trận là mệt mỏi lắm. Hôm nay bắn hội hoa đăng nè, bắn phải nhiều map nè. Chứ không anh em nói tôi là bắn chạm phát sóng hoài. Hội hoa đăng cũng là một cái map mà nhiều người bắn sau chạm phát sóng đó nha. Tính ra có một kênh riêng dành cho hội hoa đăng luôn. Chỉ bắn map này thôi. Vừa thấy kìa.
Nhưng mà bắn cái đó là bắn chuyên snip. Chết, trời ơi. Bay vé thấy ngọt ngào không? Nè. Ấy. Tìm mình. Trong bế, nó trong bế. Hả? Ôi mù mịt luôn, áo thấy gì anh em à? Đây, đi đâu đây? Còn trong B, nấp luôn hả ta? Nó nấp luôn rồi. Ok. B2 luôn à? Mày, ăn bảo đạn, rồi, yeah. Ủa? Đấy, ăn một flash nè. Rồi. Bỏ đi, chơi chắc kèo luôn nè. Đặt quả C4. Đặt quả C4 hở ra. Đây đúng rồi. Rồi tá AB có. Được, ra cầu là đẹp. Ra cầu là cân 2 cũng được. Ơ chết. Tá. Ôi má chạy không kịp luôn á trời. Má khẩu lục bắn gì 3 viên nó mới chết vậy. Đù. Má thằng kia tới nhanh quá, tôi chạy không kịp luôn á trời. Tôi mà nhảy lên được cái cầu là win mãi rồi. Ơi hơi chủ quan ta. À đấy hơi chủ quan rồi. Má éo nghĩ là khẩu lục này bắn éo siro luôn. 3 viên. Ấy. Đù 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 đù. Bay xuống luôn à. Không cách giống tôi đó. Chả biết lỗi đâu rồi. Tí sang GR tôi bay xuống tôi bắn cho anh em xem. Tôi nghe nấp quá. Tôi nghe nấp quá. Mày ăn bảo đạn đi con. Nè. Nè. À tìm mình mà. Đủ tia sáng tầm lâm hết. Rồi trong B. Trong B. Đây nhảy. Bay hơi cao. Còn nấp đó. Trong B nó còn nấp chắc chắn luôn. Mày chết. Đó. Nè. Nè. Chết. Còn đó. Rồi. Được không? Ui da. Cũng được. Hai viên nó mới chết anh em à. Khẩu lục này vui vui thì nó 2 viên, mà buồn buồn thì nó 3 viên, mà chán đời hơn nữa là 4 viên. Ê, có chân nữa kìa. Có chân nữa kìa. Mù quá thiệt. Sẽ móc nhiều quá. Éo thầy. Ấy, nhưng mà team mình cứ chiếm được cái nước là ngon. Đẹp trai ngay. Nè. À. Ôi da. Quân què vậy? Đây. Còn nữa. Còn nữa. Đây chết. Trong B. Ui giờ nó bắn rồi. Chưa lú đầu lên đã bắn rồi. Rồi tẻ nè mà. Team mình nó treo à. Công C4 mà treo à. Treo mẹ rồi. Đù đau quá. Lú đầu lên cái ăn lũ đạn luôn. No thật. B4 luôn hả? B4 nhưng mà nó chỉ cần đứng AB thôi, nó bắn đủ hướng hết rồi. Bây giờ hơi căng nè. Đi đâu đây? Đúng rồi đó, cứ đi tìm đi. Mà giờ không có C4 mới khó nè. Ở đâu? Ở đâu có treo đâu? Ok, nó tỉnh lại rồi. Tờ nha. Di chuyển đi bộ ơi. Hết giờ nè. Im ắng thế. Vắng lặng một cách lạ thường. Nhưng mà biết chắc chắn là trong B có nè. Trong B ấy nấp. Nấp chết trong B luôn rồi. Rồi. Ném smoke ra thông minh đó. AB. AB có. Ê. Ôi ôi. Bắn cái quần hả mày. Đấy 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 đấy. Bắn cái quần. Đù. Rác quần. Yêu mẫu quá rồi. Chịu thôi. Ây da. Bên kia nó biết rẻn rồi nè mà. Mình bắn ghê ghê một tí là bên kia nó sẽ biết. À thằng này bắn ghê nè. Bắt đầu anh thủ. Ủa. Đồ nhảy qua rồi. Còn này nó di chuyển khôn quá nè mà. Nó biết mình kê nó nhảy. Bay nhảy như chim á. Nhẹ thôi nhẹ thôi. Đi nước lên là chết à. Hả? Chết. Nấp trong khói nè mà. Mù mịt luôn. Ở trên đầu mình có. Ở trên đầu mình có. Nó không biết tôi ở đây. Nó sẽ không biết tôi. À. Đi tìm mình luôn chứ.
Bắn B nào. Đây. Đủ. Sao? Mày lì hả mày? Em B có không ta? Ui mà nó còn đông thế, 4 thằng. Đây, chết. 3 thằng, 2 vs 3 đó. Mỗi thằng một viên thôi. Ồ. Xe. Chả biết nữa. Ơ, à, bắn đi đó. Chờ tôi, chờ tôi, chờ tôi. Đây. Ui, hụt mẹ rồi. Ăn bảo đạn đi con. Chà. Cái gì mà vô nhanh vậy bạn? Có thằng ở đây nè. Yếu hết. Đây. Ui. U. Chết. Ái à, ái à. Sao bộ? Đâu vậy? Đây, chết. Một thằng đó. Thôi tẻ lên mà. A B. Mày giặt ra. Ui. Má bắn hụt một cái là thấy xác định rồi đó. Để nãy nó bắn hoài ra. Thiệt, nãy giờ xử lý. Bị nó múc cho. Ui, anh bắn 4 với 0 rồi, không chết bạn nào ấy. Má gặp đối thủ rồi. Chết. Ồ, lại xuyên hai nè. Thơm quá. Thơm quá, thơm quá. Mấy cái pha bắn ngang chim như thế này là chỉ có 3 vết bắn được thôi anh em à. Mà 200 là bắn một thằng chết thôi. Nhạt quá số 4 nữa. Thằng nào vứt số 4 xa thế? Nhiều lúc mấy bạn chạy một đoạn xong mấy bạn vứt qua số 4 ra. Ui. Vứt ở nhà chạy mỏi cả chân. Bắn góc này thường là chỉ ăn mấy kill đầu thôi nên mà. Ôi. Ôi. Mà vừa bỏ kê ra nó bắn mình. Lo chuyện bao đồng và nhặt quả số 4 nữa. Biết thế ép bà lên khung B đây. Nhiều khi mình ép lên cái ăn 7 mà rồi. Tất cả không sao. Binh miền Nam idol nào vậy? Không biết. Ai biết gì đâu. Đâu nhất thiết là phải idol mới bắn kinh đâu anh em. Nhiều thanh niên bắn còn kinh vãi. Đặc biệt là cái map này bắn không ngừng ngắm mà. Chỉ vô snap thôi. Đây. Đây, lậm tiền đó. Map này tôi làm cá cho các bạn xem nè. Đổi bên. Cá vàng bơi trong bể nước nè. Ủa. Ủa. Tiếp anh ép à. Cái gì vậy. U. Qua GR các bạn lấy ép láo gì vậy các bạn. Map này không cần ép láo đâu. Cứ bê à. Ma. Sao mà quậu ghê trời. Game cờ này. Thôi nát rồi. Đổi bên cái là thấy nát rồi. FA cái gì? Tại sao lại FA? Map này thủ ơi. Ủa? F cái gì các bạn? Map này GR mà đi thủ thôi. Thằng nào có ngắm cơm ngắm đứng ở nhà kia thôi. Đâu rồi? Má tụi mày phô coi. Cứu B. Nhiều sợ mốc quá. Ê, còn thằng AF nha. Rồi, hay rồi. Được rồi, đó, thấy không? Nhiều lúc chỉ cần cung ngắm ở nhà thủ thôi. Bắn qua thôi. Quá đẹp, còn 3 vết nữa thôi. Y bài. Thả ma đó. Đấy, ông mày bế tắc chưa? Đó. Mình mà kê chắc một cái là bên kia nó bế tắc. Thả ma nè. Thả ma kìa. Đây, chết. Ui. Một thằng nữa. Còn một thằng nữa. Đây, ái à, đổi góc, đổi góc. Mày chết, rách quần. Không có đâu. Nước, nước B, hả, nước B. Nước B là chỗ nào? Rồi, nó chết luôn rồi. Còn một thằng thôi. Thằng này không biết ở đâu. Tôi nghi là hay nấp cuối B quá. Hoặc là đi hẻm B đó. Mình đứng đây là mình thấy hết. Ủa? Ở đâu nhờ? Đấy. Ờ, à, chết luôn rồi. Trận này có vẻ căng đó nha. Tôi thấy là có vẻ căng ấy. Nè, tiếp tục ra nước tiếp. Đây. Ui, mình tôi bắn ba mấy kill rồi, 35 kill rồi.
top 2 mới bắn có 9 kill à. Chết. Ngồi kê hả mày? Một con cá. Rồi. Không phô nữa ta. Tụi mày phô đi. Đây. Đây. Tạ. Lũi liền chứ anh em. Đây tôi thấy rồi. Tôi bắn 1200. Mày. Cục cái đầu. Hả? Thôi tạ đi. Chỗ này nguy hiểm quá. Nhiều lúc đang bắn hăng say kìa. Đó. Nó vừa móc luôn kìa. Phải không ta? Nép tới luôn rồi kìa. Hay quá đồng đội ơi, chỉ cần đồng đội mình cover hợp lý là được rồi. Nhiều lúc đang bắn nước hăng say, gái nó móc sau lưng mình, nó thông đích mình liền. Đù, thẩm vô nhà nó mà. Có thằng Yasuo này, có thằng Yasuo này. Nhà nó vẫn hồi sinh nó thôi. Đù, chả lẽ bây giờ mình nấp hết giờ luôn mày. Nó đang chờ nó bắt đồng đội mình đó. Mày chờ, tao cũng chờ. Sao móc nhiều quá, lắc đầu. Mày hấp phu nữa ta. Bên hẻm ai này chắc chắn có nè, đầu cầu khó luôn nè. Ồ. Thôi anh em. Nè, vừa thấy nè. Một thằng nó nhảy xuống. Không biết đâu rồi. Ủa. Đây, mày, bắt được rồi. Đầu A đó. Đâu vậy? C4 rơi, được. C4 rơi, được. Góc này kêu quả C4. Đây, tôi thấy rồi. Mày. Úi dồi. À chết luôn rồi, còn thằng ấy. Chứ nhà C4. Đâu rồi, à đây. Mày. Chạy cắm đầu xuống đất nữa chứ. Người ta chạy nhảy nhảy. Cho nên là chạy cắm đầu xuống đất dễ bắn hơn á. Tiếp. Mình phải chiếm thế chủ động anh em à. Bên kia đang rén rồi, thủ nhà không à. Chiếm được cái nước, chiếm được cái khe cuộc đời là ok rồi. Mày chết, tiếp tục nè, đó. Bắn tôi một lần làm chi, để rồi tôi bắn cho rách cái quần. Tôi ghim rồi mà. Hẻm B lên đúng không? Cuối B có. Đồ. Đạn nó bắn quá trời mà không biết. Cuối B có C4 luôn. Bên đó đông quá. Thấy chưa? Mù mịt luôn rồi. Chết. Nó ngắm tôi nãy giờ mà nó bắn không được. Bắn hụt hoài. Không cần phải ép đâu. Không cần phải ép đâu các bạn ơi. Nó thủ cuối B đông lắm á. Ê à, vừa nói luôn. Mẹ. Lì thật đó nhờ. Bên kia thủ nhà mà. Đó nè. Chết. Trở lên thôi. Còn nữa đó. Vẫn còn nữa đó. Phải mà. Ê. Đấy. Phải mà có. Đây. Mày. Ui thế hụt rồi. Dở thật. Tìm anh. Không biết chạy đâu rồi. À nó chết luôn rồi anh em à. Nó chết luôn rồi. Đây. Không thằng ơi. Cứ bê luôn. Mày ăn quả đạn đi con. Ui. Thế mà hụt. Nó nhặt được quả C4 rồi. Nó sẽ chạy về. Nè anh em xem kỹ năng nè, nhảy bắn nè. Ừ. Tôi sẽ đục cái lớp tường này cho anh em xem. Vẫn đứng cuối bê. Á đù. Á đù. Ấy, ai à, ai à, chạy, 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 chạy. Mày, á đù, má mù mắt quá. Thôi, tẻ mẹ đi, nấp đi, kiếm chỗ nấp, tôi biết mà. Hết giờ rồi. Là mình đặt C4 không kịp đâu. Không kịp đâu. Rồi, win. Đù, cũng 54 máu rồi đó nha. Ăn quả lựu đạn của tôi rồi. Biết thế cầm lục vả luôn ta. Nhưng mà cái khẩu lục này nhiều lúc tôi thấy nó nửa bình mà tôi bắn cũng cảm giác không uy tín cho lắm. Nửa bình mà bắn hai viên đó. Đù. Một thằng.
nó sẽ quay lại thôi, đứng cái khe là mình lậm. Nè đây, chết mày, hơi mù, hơi mù anh em ơi, không biết có nóc ở dưới hay không. Ơ à, bay lên, bay lên, bay lên, hãm bay lên, hãm bay đông nha mày. À, nó vô bê rồi, nó vô bê, nó móc rồi má. Đây thôi không được rồi, mở đường máu thoát thân. Mày kế gì đó, đồ sau lưng nữa à, nó móc mà không biết luôn hả, nó mò sờ móc, sờ móc bạc ti á, nó mò được. Anh em thấy căng thẳng không? Chính đều tôi nói cái game này căng thẳng mà, bây giờ thủ cũng khó nữa. Full A là sao, sao lại full, chia ra mà cam chứ, full cái quần. Đang tưởng bên phía của BL hay sao đúng không? Đổi góc bắn, đừng miết góc kia rồi. Cứu B nè, trái nè, vẫn cứu B bên trái. À, thanh niên lì. Đây 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 đây. Rồi, đấy. Ố, đây chết. Còn nữa, mày. Làm sao? Ui, hai ba thằng luôn anh em à. Trái nè, trái phải có hết luôn á. Ôi, mày. Ôi, leo trèo, leo với chả trèo. Cửa B là, cửa B là sao à? Ui, dằn luôn. Nó yếu à, nó yếu phải chát tên rồi chứ. Khẩu này full giáp, bắn phải 3 viên tầm gần mới chết. Đù, tính ra là bắn khó hơn cả cọp 357 nữa nè mà. Cọp 357 4 viên á. Nói chung là phế, phế vật. Đây, cửa B đông. À, à, mù quá. Ôi, nó bắn nè. Ui, ôi, hai ma đông nữa. Thôi tệ, cứu lại, cứu lại, cứu lại. Ơ, cuối bê hai ma. Ai à, mới gấp đầu luôn. Còn nữa đó. Ui, ui, cái thằng nào bắn tôi. Ơ, đù, thôi tệ, kiếm góc nấp rồi. Thằng nào nó bắn mình yếu luôn nè, không biết ở đâu. Mà ờ, sao là cầm tăng bắn nhờ, đứng góc này là phải cầm snip chứ. Vô A nấp, vô A nấp. Đù, ở đâu á nhờ. Đây, mày chết chưa, chạy đường nào. Còn hai đó, hai thằng này nó hay núp cuối B nè anh em ơi. Hai, còn một thằng nữa. Đúng rồi, thấy không, cái map này mà không có ngắm tốt á, tấn công khó lắm. Không tăng chịu không nổi đâu, map này nó xa mà. Chỉ cần một hai ngắm tốt thôi là được rồi. Còn lại là cứ cầm mấy khẩu nào đục được á, vip được các thứ đó. Đây. À, map nè. Mày đi đâu, chỉ cần mấy bạn lộ diện thôi, bước ra từ làng khỏi là bắn chết hết. Nè, đây đây. À, chớp cái nữa, chớp cái nữa, vẫn hiện chữ đỏ. Ờ, à, được áo ta, nó vẫn hiện chữ đỏ, áo Malayada thật. Ờ, à, có ngắm, có ngắm. Thẩm Du ở nhà hết rồi, bên kia Thẩm Du ở nhà hết rồi. Mẹ, bắn này nữa. Chán chưa? À, đầu cầu, đầu cầu có chứ. Chết, rách quần chưa? Đó, vậy thôi. Có ba nữa, còn ngắm nữa. Ê, cuối B nè. Ồ, bên này có ngắm, bên này có ngắm. Đây, ok nữa chứ. Rồi, công thằng
Tia mình ép tới cuối B rồi. Thằng này Thẩm Du ở nhà. Phải không? Ủa? À, Thanh Sam nè. Thanh Sam đây. Có khi nào nấp không ta? À, ở đây. Ăn một lát được không? Úi trời ơi. Đù. Hả ma. Bắn rồi. Ờ hay, may quá, bắn chéo góc. Đang nghi rồi má. À đấy, đạn hết súng rồi. Còn đúng viên không để ý chứ. Ui, tôi bắn năm mấy kêu rồi đó mà. Trận này ráng tầm 60 là đẹp rồi. Hai round nữa, chốt kèo. Dài quá rồi. Bắn mệt quá rồi. Éo chạy. Mà nó biết hết rồi. À, thủ hết rồi. Bên kia càng kéo dài cả là tôi càng ăn kêu nhiều. Hả, đúng không? Cuối B. Cuối B. Không tấn công được thì bế tắc quá mà. Thủ ở nhà không à. Đây. Mày. Sàng nữa chứ. Không có đâu. Còn nữa. Đó, đầu cầu nè. Tìm mình. Vậy là bên này thôi. Bốn thằng nữa. Nó hết à. Mấy fan à. Thủ nhà. Cầm tăng cũng thủ nhà. Trời ơi. Tấn công đi chứ. Úi da. Mấy thằng này. Đây. Một thằng chết chưa. Bên này nữa. Mấy bạn phải bước qua sát tôi mới đặt được C4. Giữ mạng đi chứ. Cứ đi tìm bọn nó hoài đó. Nản chưa? Mà nó phải chạy ra. Má sau lưng rồi. Tôi biết thằng này nó sẽ giạt ra nó bắn tôi. Bởi vì hồi nãy nó bắn tôi một lần rồi. Bên kia nó bắn nó thủ nhà không anh em ơi. Team mình lại cứ ép lên cho nó bắn chứ. Đù. Người ta ép là người ta phải biết cách ép cơ. Ép mấy cái đường mà bọn nó hay kê là chỉ có chết thôi. Má này bây giờ nó không dám ra nước luôn á. Không dám ra ngang nhà nó luôn chứ. Để tôi nè. Mấy này nó rén rồi, thủ nhà hết. Tầm này là chỉ thủ hai bên thôi. Ủa trời, đừng anh em ơi. Được rồi. Ném dưới không ném, ném nhà nó làm chi. Đây, chết. Mày. Úi trời ơi. Còn thằng ngắm nữa. Đổi góc liền. À. Mày. Nhìn nữa mày. Đấy, thông minh là đổi góc liền các bạn. Có gì đâu. Rồi. À, còn một thằng ơi. Chỉ hẻm A thôi. Chắc chắn luôn. Đâu rồi. Rồi. Móc cái nước cái là bất ngờ liền. Mấy này rén rồi nè mà. Không dám ra nước luôn mà thật. Không dám lú đầu ra luôn. Nè. Tiếp tục nè. Má đi nước. Chốt kèo đi các bạn. Nói bắn 60 kill thôi. Bây giờ 65 kill rồi. Đó. Đâu ra đâu. À. Đây. Mày. Úi da. Đâu rồi. Chạy rồi. Chạy mất dép luôn rồi. Rồi. Lại tiếp tục chuyên mục. Thủ nữa rồi. Đứng ngồi xem nhà nó không à. Má. Đây. Mày chết chưa. Hồi xem nó. Đông lắm. 100 thằng. Đây. Chết. Ô, bắn đại chết luôn không? Đang tính bắn một cái là chạy đó. Mày, ăn quả rạn đi con. Nấp gì nấp hoài. Tấn công đi chứ. Hả? Nhà nó nữa, hồi sinh nó nữa. Không dám lú ra luôn nè, thiệt. Đổi góc đi các bạn, đổi góc này hoài luôn á. Hay là ép tiếp ta. Hay là đẩy tiếp ta. Mà thôi, team mình đang thiếu người.
đang thu người. Hả? Bắn người đó. Không thấy một ai. Thằng nào nó cứ bắn chiếu ấy nhờ. Rồi. Bên kia còn đông quá. Ê. Đây chết. Đủ vừa quay đi đó, đã ép tới rồi. Ở đây. Mày. Không biết. Ai da. Ui, hai viên chỉ 69 máu. Ai thật. Móc B. Ui giời. Thôi, khó chịu nha. Chốt kèo đi chứ. Chốt kèo đi. Được rồi. Tôi bắn cỡ này là quá đủ rồi, quá mệt rồi. Đi hướng khác đi. Bên kia thủ lâu quá. Đừng ép luôn. Trời ơi, chết á. Đây. Phải này tôi ép luôn nè. Ép luôn cho anh em xem nè. À, bên trái khó nè. Đây rồi. Ồ. Nó ép phải ma rồi anh em ơi. À. Ấy à, bên này. Bên này ngắm nè. Xăm hình nè. Ơ đù. Đây, chết. Không biết có đắp hay không. Đây. Đâu rồi. Wow. Mấy thằng này ở đâu hết rồi ta. Mà nấp hết luôn rồi. Bây giờ chuyển sang đứng góc này lại. Áo khác gì góc bên kia cả. Nè. Hả? U. Muốn mắt. Rồi chết rồi. Ngay bướm nha con. Còn ngắm nữa. Bọn mày chạy đâu. Tầm này chỉ vô A thôi. Rồi. Một thằng nữa. Xong chưa. Lố mã rồi, 71 kêu rồi. Đu. Đâu ai. Thằng này chỉ đi A thôi. Má treo hết giờ luôn mà. Rồi. Ok. Trời ơi, bắn chơi 71 kêu luôn chứ. Thôi nghỉ nha, quá mệt. Hỗ trợ cài đặt game, phần mềm, sửa lỗi game đột kích, tư vấn cấu hình, nâng cấp máy tính, lắp ráp PC gaming, hãy cho Tú Lê biết vấn đề của bạn.